Cảm ơn anh Việt Anh. Thì rất vui hôm nay được gặp lại quý vị và các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một ngành mà có nhiều tiềm năng trong năm 2021 khi mà các cái dịch vụ kinh tế phục hồi. Thì đồng thời với nó thì cũng là mức tiêu thụ tổng cái sản phẩm thủy sản cũng phục hồi lên theo. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ đi đến sơ lược về ngành thủy sản của Việt Nam. Ở đây chúng ta thấy rằng ngành thủy sản Việt Nam trong vòng 25 năm từ năm 1995 đến năm 2020 thì tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của chúng ta tăng đến hơn 14 lần, tức là từ 0,6 tỷ đô la lên đến 8,5 tỷ đô la. Cấu phần trong 8,5 tỷ đô la này thì bao gồm chủ yếu là tôm, ở đây là shrimp, và pangasius, tức là cá da trơn, cụ thể ở đây là cá tra. Chúng tôi có cái data cụ thể hơn là trong năm 2020, trong 8,5 tỷ của tổng giá trị xuất khẩu thủy sản thì của tôm là 3,7 tỷ và của cá tra là 1,5 tỷ, tức là chiếm đến hơn 60%, 71%. Các cái thị trường xuất khẩu chính của chúng ta thì có Nhật Bản, Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong đấy thì hiện tại nếu mà xét riêng về cá tra thì Mỹ và Trung Quốc thì chiếm đa số. Nhưng nếu xét riêng cho cả toàn bộ ngành thủy sản thì cấu phần của các thị trường như đây chúng ta có thể thấy là khá là đều, từ 16 đến 19%. Chúng ta sẽ đi trước đến ngành tôm, sau đấy thì đến ngành cá tra, hai ngành chủ lực của ngành thủy sản hiện nay của Việt Nam. Ở đây chúng ta có những có một số tài liệu về giá trị xuất khẩu của tôm. Các bạn có thể thấy là từ năm 2015 đến năm 2020, xuất khẩu tôm của chúng ta tăng mạnh. Xuất khẩu tôm của chúng ta tăng mạnh từ 3 tỷ đô la lên đến 3,7 tỷ đô la. Kim ngạch xuất khẩu thì gần như lúc nào cũng tăng, chỉ trừ năm 2018 và năm 2019 thì bị suy giảm, do năm đấy là chúng ta có thể nhớ là năm đấy là năm căng thẳng trade war giữa Trung Quốc và Mỹ lên rất cao. Nên là cái tổng lượng sự tiêu thụ tôm nó cũng bị giảm xuống đôi chút. Cùng với đó là cái sự cạnh tranh rất mạnh từ thị trường Ấn Độ và thị trường Ecuador. Ở đây chúng ta có phần thị phần chia đều của các năm, thì theme chung các bạn, cái xu hướng chung các bạn có thể nhìn thấy là cái thị phần tôm khá là đều. Tiêu thụ tôm lớn nhất của chúng ta không phải là Mỹ hay Trung nữa, mà là nhóm Nhật Bản, Hàn Quốc, và nhóm này thì liên tục tiêu thụ rất là đều, là một thị trường rất là ổn định của tôm Việt Nam qua các năm. Từ 22% năm 2015 với Nhật Bản giảm xuống còn 18% năm 2019, và khi đến dịch thì giảm xuống 16,1%. Như Hàn Quốc thì giảm từ 31% xuống còn 25%. Đồng thời thì cùng thời gian đấy thì Mỹ và Trung là tăng được cái sản lượng tiêu thụ lên bù đắp lại. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể thấy là một cái nhược điểm, một cái vấn đề đang tồn tại là do cái tổng sản lượng tôm trên toàn thế giới đang tăng dần lên, đặc biệt là cái sản lượng tôm nuôi ở Ấn Độ đang tăng lên đều đều. Vì thế nên là cái giá tôm, cụ thể ở đây là tôm thẻ chân trắng, mặt hàng xuất khẩu tôm chủ lực của Việt Nam hiện tại, thì giá xuất khẩu tôm có suffer cái xu hướng giảm từ đầu năm đến nay. Đầu năm là 8,14 đô trên 1 kg, thì bây giờ chỉ còn 7,27 đô thôi. Trong khi giá cả nhập và giá cả mà cho các cái công tác như là vận chuyển và giá thức ăn chăn nuôi thì đều tăng. Vì thế là chúng ta có thể thấy là đây là một số cái rủi ro đối với lại ngành tôm hiện tại. Ở đây tôi có liệt kê một số cái rủi ro với ngành, bao gồm là với Trung Quốc là do là vấn đề là dịch Covid,
nên là cái thị trường tôm lớn nhất thế giới này họ đã chính thức là ngừng nhập khẩu tôm tại một số cảng nhất định cho mặt hàng nhập khẩu từ Ecuador, Ấn Độ, do họ lo ngại là virus đã có dính lên, gọi là còn tồn đọng ở trên bao bì nhập khẩu và trong sản phẩm. Và hiện tại thì cái dịch ở Việt Nam cũng khá là phức tạp, nên là cái đây cũng là một cái rủi ro đối với ngành xuất khẩu tôm của Việt Nam. Và do là Trung Quốc ngừng nhập khẩu một phần tôm của Ecuador và Ấn Độ nên là cái sản phẩm tôm của hai nước này họ phải tìm đầu ra, dẫn đến cái việc là hạ giá như trong slide trước chúng ta đã nhìn là giá cả bị hạ xuống. Và việc Ecuador và Ấn Độ họ không xuất khẩu được sang thị trường chính thì họ cũng sẽ chuyển hướng sang các thị trường khác và chuyển hướng từ tôm nguyên liệu sang tôm chế biến, sẽ cạnh tranh trực tiếp với với sản phẩm của Việt Nam. Và đấy cũng là lý do tại sao mà tôi lo ngại trong sắp tới thì giá tôm Việt Nam có thể sẽ phải, giá xuất khẩu sẽ phải tiếp tục chịu áp lực. Hiện tại thì giá bán của tôm thì bị giảm nhẹ và giá nguyên vật liệu, tức là cụ thể hơn là giá thức ăn chăn nuôi tăng lên, đồng thời với lúc đó là giá cước vận chuyển container lạnh cũng tăng lên. Điều này sẽ bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành nuôi tôm. Tiếp đấy thì bây giờ tôi sẽ đi đến ngành thứ hai của chúng ta là ngành cá tra. Lý do tại sao mà tôi phân tích ngành tôm chỉ đi lướt qua, nguyên nhân bởi vì là hiện tại thì rủi ro với ngành là tương đối nhiều mà thời hạn chương trình thì có hạn, nên là tôi sẽ tập trung một ngành mà tôi thấy có nhiều tiềm năng hơn. Đối với ngành cá tra thì chúng ta sẽ thấy được lợi thế của Việt Nam rõ ràng hơn. Ngành cá tra của Việt Nam thì sorry các bạn, vừa rồi có một số trục trặc về kỹ thuật. Thì ở đây tôi sẽ bắt đầu lại, cũng may là chúng ta dừng ngay lại ở đầu ngành cá tra. Xét về mặt tổng quan thì cá tra hiện tại là một ngành chiếm tỷ trọng đến 25% trong tổng tỷ trọng xuất nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Và đây cũng là một ngành mũi nhọn của khu vực miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại thì sản xuất của ngành cá tra hiện tại là hầu hết sản phẩm sản xuất ra sẽ dùng cho mục đích xuất khẩu. 97% sản phẩm xuất khẩu của chúng ta là fillet cá cá tra, tức là thịt lườn có hai bên cá. Và ở tại thị trường Mỹ thì cái file cá tra đông lạnh của chúng ta là chiếm đến 95%. Các bạn có thể nhìn thấy đây là số liệu tôi thu thập từ USITC, tức là họ ngay bên cái cơ quan thống kê của Hoa Kỳ, thì họ cũng công nhận là cái sản phẩm cá tra của chúng ta trong năm 2019 là dominate thị trường đến mức là 95%. Và đến năm 2020, từ tháng 1 đến tháng 3, thì cái tỷ trọng này giảm nhẹ xuống còn 93,6%. Và xét về giá trị xuất khẩu theo quốc gia thì Việt Nam là nước lớn nhất xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh hiện tại trên thế giới. Tổng giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam từ 2015 đến 2020 thì về xu hướng chủ quan tương đối là tăng, như các bạn có thể thấy là tăng từ 1.500 lên đỉnh là 2,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018, đỉnh đỉnh điểm của trade war. Đến năm 2019 thì tổng kim ngạch xuất khẩu giảm xuống, chủ yếu là do giảm xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong thời gian này.
Và đến năm 2020 thì như các bạn đã biết là do dịch Covid nên là các cái biện pháp mà gọi là hạn chế đi lại và giãn cách xã hội làm lượng tiêu thụ cá tra thông qua các kênh như nhà hàng, khu du lịch giảm xuống, kéo tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm xuống theo. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ kỳ vọng là với năm 2021 thì với tổng kim ngạch 5 tháng đầu năm hiện đã đạt 623 triệu đô, tương đương với mức tăng 10%, thì cái kim ngạch xuất khẩu của năm nay sẽ trở lại mức mặt bằng chung như các năm trước. Đối với lại quy mô của toàn ngành cá tra hiện tại thì các bạn có thể nhìn ở đây, phần cột màu xanh là diện tích nuôi trồng và phần gọi là biểu đồ dây lai chặt thì là sản lượng. Thì chúng ta có thể thấy là sản lượng và diện tích nuôi trồng của chúng ta liên tục tăng mạnh từ năm 2015 đến năm 2019. Nguyên nhân là do là trong cái thời gian từ 2017 đến 2019 thì cái xu thế tiêu thụ cá tra của Việt Nam xuất khẩu tăng lên và kim ngạch xuất khẩu tăng lên nên người nông dân cũng tăng cường nuôi cá tra hơn. Đến năm 2020 thì do là cái lượng dư thừa của năm 2019 quá lớn nên là giá cá tra nguyên liệu, đặc biệt là cá tra nguyên liệu trong năm này là giảm mạnh, người nuôi bị lỗ nên đến năm 2020 là họ chấp nhận treo ao hoặc chuyển sang nuôi cá khác, làm cái lượng ao nuôi giảm, diện tích ao nuôi giảm xuống chỉ còn 5,7 triệu ha, tức là cái lượng sản lượng trong năm 2021 sẽ ổn định hơn và cái lượng cung dư thừa sẽ ít hơn. Đối với ngành này thì chúng ta có thể thấy là Việt Nam thì là nước mà có rất nhiều điều kiện tự nhiên để phát triển vùng nguyên liệu, đặc biệt là các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, do là chúng ta có một cái vùng gọi là hạ lưu sông Mekong, diện tích rất là lớn và phù hợp với lại cá da trơn. Ngành này thì có ai phân tích ngành thủy sản, đặc biệt là ngành cá tra thì cũng nên chú ý vào hai yếu tố đầu vào chính. Ở đây yếu tố thứ nhất chính là cái phần cá nguyên liệu cho các cái doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài. Thì cá nguyên liệu được cung cấp chủ yếu bởi hai nhóm, thứ nhất là hộ nuôi, thứ hai bởi doanh nghiệp. Hiện tại xu hướng là doanh nghiệp họ sẽ tự xây dựng vùng nuôi hoặc là liên kết với lại nông dân để họ tiến tới tự chủ được càng nhiều cái nguyên liệu càng tốt. Nguyên nhân chính là bởi vì con cá tra nó có chu kỳ sinh trưởng 8 tháng và việc dự đoán nhu cầu thị trường rất là khó khăn. Nên là việc là chủ động được nguyên liệu càng nhiều thì càng đảm bảo được đầu ra đầu vào và quản lý được chi phí tốt hơn. Còn tỷ trọng hộ nuôi nhỏ lẻ hiện tại thì đang giảm dần theo biến động của thị trường, đặc biệt là sau năm 2019 khi mà nhiều nông dân nuôi cá tra đã bị lỗ thì cái lượng người nuôi nhỏ lẻ sẽ giảm đi và cái lượng phụ thuộc vào nhu cầu thu mua của doanh nghiệp và liên kết với doanh nghiệp thì tăng lên. Ở đây chúng ta có thể thấy là các doanh nghiệp lớn đang được niêm yết thì đều công bố một cái tỷ lệ vùng nguyên liệu tự chủ rất cao. Vĩnh Hoàn họ tự chủ được 65%, IDI thì tính cả vùng nuôi liên kết thì lên đến 90%, còn đặc biệt là ANV họ tự chủ được 100% với vùng nuôi Bình Phú. Yếu tố đầu vào chính thứ hai thì bản chất là thức ăn chăn nuôi, vì là doanh nghiệp họ bây giờ đã phải tự chủ một phần nguyên liệu nên thức ăn chăn nuôi cũng trở thành yếu tố đầu vào rất là quan trọng, và từ đầu năm đến giờ thì thức ăn chăn nuôi liên tục tăng theo cái chu kỳ tăng giá nguyên liệu cũng như tăng giá hàng hóa trên thế giới. Ở Việt Nam hiện tại thì thị trường thức ăn chăn nuôi thì đang nằm trong tay các doanh nghiệp FDI bao gồm là Cargill, SK và Greenfeed. Vì thế nên là cái giá của nguyên liệu và giá của thức ăn chăn nuôi cũng lên xuống theo thị trường. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp mà cùng nuôi trong quá trình là tối ưu hóa chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị thì họ cũng nhận ra vấn đề và đang dần tự chủ được thức ăn chăn nuôi.
như IDI và ANV là họ tự chủ chăn nuôi và bán được cả ra ngoài một ít nữa. Hiện tại thì ngành cá tra này thì không như ngành tôm thì có một cái thị phần nó chia đều ra các quốc gia ổn định hơn. Còn còn ngành cá tra thì phụ thuộc vào chủ yếu vào thị trường Trung Quốc và Mỹ. Hai thị trường này tổng đã chiếm đến 48%, trong khi là EU cộng ASEAN thì chỉ được có 20% thôi. Và việc mà thị trường Trung Quốc hay là thị trường Mỹ họ thay đổi chính sách và gọi chính sách không thuận lợi đối với lại sản phẩm cá tra của Việt Nam thì cũng gây ra cái việc gọi là kim ngạch xuất khẩu của chúng ta sẽ tăng giảm luôn theo chính sách của thị trường. Điều này thì các bạn có thể thấy đặc biệt là trong năm 2000, giai đoạn 2014 2015 khi mà cái kim ngạch xuất khẩu cá tra của chúng ta giảm hẳn. Ở đây tôi có cái biểu đồ để chỉ rõ hơn cơ cấu thị trường hiện tại, thì các bạn có thể thấy là thị trường Trung Quốc là từ thiểu số của năm 2015 với 162 triệu đô thì đến năm 2019 và 2020 họ là thị trường lớn nhất của Việt Nam với 663 triệu đô và 543 triệu đô. Tiếp đến thì là thị trường Mỹ. Thị trường Mỹ thì luôn luôn là thị trường tiêu thụ rất nhiều cá tra ở Việt Nam, bởi vì con cá tra này là sản phẩm thay thế một loài cá khác cũng được ưa chuộng ở Mỹ là cá Alaska Pollock, tức là con cá minh thái. Thì các bạn có thể thấy cái nhu cầu ở thị trường Mỹ tương đối ổn định, loanh quanh khoảng 300 triệu đô, 344 triệu đô và tăng mạnh vào năm Jay Gua lên 549 triệu đô. Nhưng ngay sau đấy thì nó giảm về cái mức ổn định hơn là tầm 300, 288 triệu đô và 253 triệu đô trong năm đại dịch. Nguyên nhân chính thì là do là cái lượng họ nhập đỉnh điểm về đây ở năm 2018, thì sau đấy thì cái lượng tồn kho của họ đủ để duy trì, cộng với việc là cái sản lượng cá minh thái họ họ đánh bắt được cũng tăng lên, làm cho cái lượng nhập khẩu cá tra của Việt Nam giảm xuống. Tiếp đến thì có một số thị trường khác như là ASEAN và EU, và đặc biệt là thị trường mới của chúng ta là thị trường Nam Mỹ, bao gồm ở đây đại diện là Mexico. Thì thị trường Mexico cũng ngày một gọi là chiếm tỷ trọng cao hơn, từ 96 đến 104 triệu đô. Và thị trường hiện tại thì thị trường Mexico cũng như thị trường Nam Mỹ nói chung thì cái tỷ trọng đang dần tăng trưởng lên, từ 5% đã tăng trưởng lên được 12%. Và việc đa dạng thị trường này rất là quan trọng đối với ngành cá tra khi mà chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Mỹ và Trung Quốc. Ở đây chúng ta có cái số liệu rất là quý do analyst của chúng tôi thu thập được về cái lượng tiêu thụ bình quân đầu người của hải sản ở Mỹ. Chúng ta có thể thấy ở đây cá tra của chúng ta chính là pangasius, cái đường màu vàng này. Thì trong năm 2000, giai đoạn mà 2014 đến 2016 nó tăng lên, và trong lúc đấy thì cái lượng tiêu thụ của con cá minh thái Alaska Pollock, cái đường da cam này, thì giảm xuống. Thì các bạn có thể nhìn thấy trend chung là cái sự thay đổi của hai cái đường này là ngược nhau. Nguyên nhân là cá tra của chúng ta là sản phẩm thay thế của con cá Pollock, cá minh thái, vì thế nên là đánh bắt được càng nhiều cá minh thái thì cái lượng tiêu thụ cá tra càng giảm xuống. Và cái việc mà dự đoán được cái sản lượng của con cá minh thái này là không dễ, vì thế nên nhu cầu cá tra đối với cá tra của chúng ta tại Mỹ cũng là không dễ đoán. Tuy nhiên thì trend chung hiện tại trên thế giới thì người ta đánh giá là càng ngày thì người Mỹ cũng như người Trung Quốc và các đất nước mà càng càng phát triển hơn thì do là nhu cầu về sức khỏe cũng như là thói quen ăn uống càng thay đổi theo hướng là tiêu thụ nhiều thủy hải sản chăn nuôi hơn so với lại thủy hải sản tự nhiên. Nguyên nhân chính là do thủy hải sản tự nhiên có hạn, không đáp ứng hết được. Ở đây tôi có liệt kê một số cái tập tính của thị trường. Thì các bạn có thể thấy là cái lượng tiêu thụ thủy hải sản thế giới họ đang dự đoán là sẽ tăng 3,7% trên mỗi năm. Và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là đối với thị trường Mỹ, thì luôn tăng dần. Họ có rất nhiều kỳ điều tra về chống bán phá giá đối với lại cá tra từ Việt Nam.
và họ cũng liên tục đưa ra những cái rào cản kỹ thuật mới để bảo hộ ngành cá da trơn trong nước của họ. Cụ thể đây là Caspit. Chính vì cái lượng cá tra của chúng ta tiêu thụ tăng lên mà cái lượng tiêu thụ Caspit này cũng giảm xuống từ 1 bao mỗi người bây giờ chỉ còn 0,5 bao. Và hiện tại thì tại Mỹ thì cá tra của chúng ta cũng đang cạnh tranh trực tiếp với lại cá tra Trung Quốc, nên mặc dù là chúng ta chiếm đến 90% cái lượng mà phi lê cá tra xuất khẩu nhưng mà cái giá xuất khẩu thì chúng ta chưa hẳn được chủ động được. Ở đây chúng ta có các bạn có thể nhìn thấy cái nhu cầu cái giá xuất khẩu cá tra của chúng ta qua Mỹ, EU thì giảm mạnh từ đầu năm 2019, tức là cuối cái chu kỳ căng thẳng chạy đua đến hiện tại. Còn giá xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thì hiện tại nó chỉ tầm 2 đô trên 1 kg, tức là giá nó thấp hơn hẳn. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao mà cái doanh thu và lợi nhuận của các cái doanh nghiệp thủy sản trong năm 2020, cụ thể là các doanh nghiệp cá tra, thì doanh thu và lợi nhuận của họ bị giảm, thậm chí là giảm mạnh so với năm 2018 và 2019. Xét về ngành cá tra của chúng ta thì nó là một một ngành trong ngành cá thịt trắng trên toàn thế giới, và vị thế của cá tra trong cái ngành cá thịt trắng này là trung bình. Nguyên nhân chính là bởi vì như tôi đã nói trước đây là có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là nó là sản phẩm thay thế cho con cá Minh Thái. Thịt của cá tra được thị trường Mỹ đánh giá là không ngon bằng cá Minh Thái, mặc dù là hàm lượng dinh dưỡng tương đương. Thứ hai, nguyên nhân thứ hai là cái bản thân con cá tra để trong quá trình thay thế con cá Minh Thái cũng phải cạnh tranh trực tiếp với con cá rô phi của Honduras và Trung Quốc. Và hiện tại thì cái thị phần con cá rô phi của Trung Quốc nó cũng chiếm từ 33 đến 48% tổng nhập khẩu cá thịt trắng tại Mỹ. Ngoài ra thì trong ngành cá tra thì hiện tại là có nhiều nước họ cũng đã bắt đầu nuôi tăng diện tích cá tra của họ lên, như Ấn Độ 650.000 tấn, Bangladesh 450.000 tấn, Indonesia 110.000 tấn và Trung Quốc 10.000 tấn. Nguyên nhân chính là con cá tra này là nó lớn nhanh, xuất khẩu được, lại có hàm lượng dinh dưỡng tốt, nên là nhiều nước họ cũng đã bắt đầu để ý chủ động nuôi để phục vụ cho chính nhu cầu nội tại của họ hơn là xuất khẩu. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải để ý với những nước như là Ấn Độ và Bangladesh, là với cái nền tảng gọi là dân số rất lớn, cái hạ tầng gọi là cái điều kiện tự nhiên cũng tương đối thuận lợi, nên là khi việc họ tăng họ cái lượng sản xuất của họ nhiều khi chỉ gọi là thừa ra 5-10% thôi, thì cái việc cạnh tranh trực tiếp với cái sản phẩm của Việt Nam thì cũng là gọi là đã đủ là gây ra một cái lượng gọi là dư cung trên thị trường rồi. Lấy ví dụ như là ngành đường, ngày xưa thì Ấn Độ họ phải nhập khẩu đường. Tuy nhiên là sau khi mà họ gọi là tăng cái lượng sản xuất lên chỉ trong 2 năm, họ họ trở thành nước xuất khẩu đường luôn, và cái lượng đường của họ tính ra chỉ là 15% so với tổng cái sản lượng đường của họ thôi, nhưng mà đã đủ là cái lượng xuất khẩu đấy đã đủ kéo giá đường thế giới xuống trong 2 năm liên tiếp. Và hiện tại là cứ mỗi lần dự đoán về giá ngành đường, người ta đều phải nhìn về cái tổng sản lượng cái diện tích trồng mía của Ấn Độ. Hiện tại thì trạng thái của ngành cá tra ở Việt Nam thì chúng ta có thể đánh giá là ngành gọi là khá phân mảnh, với 145 doanh nghiệp đã xuất khẩu hàng hóa trên toàn thế giới, và các doanh nghiệp thì sẵn sàng cạnh tranh với nhau bằng cách là giảm giá xuống, đặc biệt là ở thị trường Trung Quốc như các bạn thấy là giá giảm mạnh hơn so với thị trường EU và Mỹ. Và các doanh nghiệp thì đang hiện tại là các doanh nghiệp thì họ đang tiến tới là chủ động vùng nguyên liệu bằng cách là xây dựng vùng nguyên liệu nội tại hoặc là liên kết
chặt chẽ với nông dân thay vì mua nguyên liệu ở bên ngoài. Vì thế nên là lượng nông dân hộ nuôi nhỏ lẻ sau này sẽ giảm xuống, và cái việc là tự chủ và ổn định vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp lớn thì sẽ tăng lên. Điểm sáng lớn nhất của ngành hiện tại là các nhiều doanh nghiệp họ đã ổn định thị trường xuất khẩu và đang tiến tới là ổn định chuỗi giá trị, như là Vĩnh Hoàng, Nam Việt hay công ty đầu tư quốc tế. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là trong năm 2019 và năm 2020, xét về thị phần thì Vĩnh Hoàng đang đứng đầu, và tiếp đến là Biển Đông, đầu tư quốc tế và Nam Việt. Thì Vĩnh Hoàng chiếm 15,76% và IDI và Nam Việt thì mỗi công ty là 5%. Như vậy là tổng lại thì với ba doanh nghiệp niêm yết trên sàn, chúng ta có tổng kim ngạch đâu đấy là khoảng 26%. Thực ra là rất tiếc là các cái doanh nghiệp trên sàn thì cái tỷ trọng chiếm lĩnh thị trường không quá lớn để chúng ta có thể có một cái nhìn gọi là phân tích sâu hơn, toàn cảnh hơn về ngành cá tra. Tuy nhiên thì với thông tin mà chúng tôi thu thập được thì cũng hy vọng là sẽ cung cấp được đến quý vị hữu ích nhất có thể. Xét về triển vọng đối với ngành cá tra thì chúng tôi đánh giá là trong trung hạn thì là rất tích cực, là do là việc phục hồi du lịch, phục hồi di chuyển và phục hồi việc là tiêu dùng trong xã hội, đặc biệt là khối EU, Mỹ và khối Mỹ Latin, thì cái nhu cầu của cá tra cũng sẽ phục hồi lại. Còn xét về triển vọng dài hạn thì tôi chỉ đánh giá là triển vọng dài hạn của ngành là trung bình. Các doanh nghiệp sẽ phải từ từ tìm cách là tăng cái thị phần của mình lên, cũng như là tăng trưởng lợi nhuận bằng cách là tối ưu hóa chuỗi giá trị, thậm chí là phải đầu tư ngoài ngành để tạo được cái tăng trưởng đột biến. Ở đây chúng ta sẽ xét đến một số doanh nghiệp trong ngành. Đối với ngành thủy sản thì rất tiếc là trên sàn thì không có nhiều doanh nghiệp mà chiếm thị phần lớn. Ở đây chúng ta có những doanh nghiệp, ở đây nhìn là 5 doanh nghiệp mà cái giá trị xuất khẩu lớn nhất Việt Nam, thì bao gồm Minh Phú, Vĩnh Hoàng, Minh Phú Hậu Giang, Stapimex hay là Case. Stapimex tức là công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Sóc Trăng. Thì chúng ta có thể thấy là cái tỷ trọng xuất khẩu thủy hải sản của họ cũng chỉ so với tổng ngành, tức là so với cái mức 8,5 tỷ tôi nói ở đầu tiên ấy, thì cũng chỉ loanh quanh 4,5%, 2% thôi. Những con số này thì nó không đại diện cho toàn bộ cả ngành. Tuy nhiên thì vẫn rất hay nếu mà đi vào trong từng một công ty. Thì qua quá trình lọc các công ty đáng chú ý ở trên sàn thì chúng tôi đã lọc được hai cái trường hợp mà đưa đến quý vị hôm nay là Vĩnh Hoàng và Nam Việt. Vĩnh Hoàng thì có vốn hóa lớn hơn 8,1 tỷ nhưng mà hôm nay thì giảm rồi, và Nam Việt thì bằng một nửa 4 tỷ 4.000 tỷ, sorry các bạn. Đây là những doanh nghiệp mà tôi đánh giá là có tiềm năng phát triển ổn định, tương đối bền vững, và như doanh nghiệp mà và có khả năng phát triển, có khả năng tăng trưởng mạnh trong năm nay. Đầu tiên thì chúng ta đến với Vĩnh Hoàng. Vĩnh Hoàng thì là doanh nghiệp đầu ngành và thị trường của họ rất ổn định. Ở đây chúng ta có thể thấy là diện tích vùng nuôi của họ là 610 ha. Công suất chế biến phi lê của họ được 1.000 tấn nguyên liệu trên một ngày cơ. Và họ đã có sản phẩm gọi là đa dạng hóa chuỗi giá trị là collagen và gelatin, tức là sản phẩm mà chị em rất là ưa chuộng, dùng cho việc là tăng độ đàn của mình da, giữ cho sự tươi trẻ, giảm lão hóa. Cái này tôi không dành lắm nhưng nó là một nguyên liệu rất quan trọng trong lĩnh vực mỹ phẩm, và cái collagen gelatin này thì đóng góp được đến gần 20% trong cái lợi nhuận ròng của công ty, và đây cũng là một mảng mà công ty kỳ vọng là sẽ tăng trưởng trong năm 2021. Xét về thị trường của Vĩnh Hoàng thì Vĩnh Hoàng là một thị trường rất ổn định, nó không bị quá tập trung vào một thị trường như là chỉ thị trường Trung Quốc hay là chỉ thị trường Mỹ, mà ở đây các bạn có thể thấy là qua các năm thì thị trường lớn nhất là Mỹ hiện tại là trong năm ngoái là được 2,7
2.400 tỷ. Nhưng mà thị trường tiếp thứ hai thì ngay sau đấy là Trung Quốc cũng đã được 1.200 tỷ và EU cũng được 1.200 tỷ. Tức là hai thị trường này cộng lại thì cũng đã gánh được cái việc giảm của thị trường EU tăng lên, thì cũng gánh được một phần cái việc giảm của thị trường Mỹ và thị trường Trung Quốc. Chuỗi giá trị của Vĩnh Hoàng, như tôi đã nói, Vĩnh Hoàng có một chuỗi giá trị rất là đa dạng. Họ có các sản phẩm sâu cá như là da cá giòn này, bong bóng cá này, sản phẩm phụ để xuất khẩu và collagen và gelatin. Ở đây chúng ta thấy là collagen và gelatin đã chiếm đến 8% trong cái tổng doanh thu của họ. Mặc dù là cái mảng này mới chỉ bắt đầu từ năm 2018 và công suất của collagen và gelatin thì sẽ tăng lên trong 2021. Cá tra Philex thì cũng như gọi là đặc điểm chung của ngành, thì cá tra Philex nó chiếm đến 69% tổng doanh thu. Và với việc là cái giá cá tra Philex nó giảm xuống ở đây là còn gần 3 đô trên 1 kg, thì khá là gọi là chúng ta có thể e ngại chút là doanh thu của hai quý đầu năm của Vĩnh Hoàng so với lại năm 2020 không có đột biến nhiều. Đối với sản phẩm giá trị gia tăng và sản phẩm phụ, như tôi đã nói là những cái sản phẩm nhỏ nhỏ như ở đây, bọc bóng cá, da cá chiên giòn hoặc là cá sản phẩm chế biến sau khi bên cạnh cá tra Philex, thì cái mảng này sẽ khá là ổn định bởi vì nó không phụ thuộc nhiều vào cái tiêu thụ của thị trường Philex. Trong năm 2021 thì Vĩnh Hoàng họ sẽ tiếp tục là tối ưu hóa chuỗi giá trị bằng cách là sản xuất thêm thức ăn chăn nuôi và triển khai thêm nhà máy chiết dầu, tức là chiết dầu từ các phụ phẩm bụng cá hoặc là vây cá. Xét về cấu trúc tài chính thì Vĩnh Hoàng là công ty mà có cấu trúc tài chính ổn định nhất trong nhóm các công ty thủy sản hiện tại. Ở đây chúng ta có thể thấy, các bạn có thể thấy là cái tổng nợ trên tổng tài sản của công ty luôn luôn chỉ ở mức loanh quanh 25%, và cái tổng tài sản tăng trưởng thì ổn định đều qua các năm 2018, 2019, 2020, kể cả trong năm khó khăn nhất thì cái tổng tài sản của họ vẫn tăng trưởng được ổn định ở mức 8,9%. Xét về lợi nhuận thì biên lợi nhuận của công ty thì cũng tăng trưởng, gọi là tăng giảm theo thị trường. Tuy nhiên thì trong cái thời kỳ khó khăn nhất là 2016 và 2020, họ vẫn duy trì được cái lợi mức biên lợi nhuận mà sau thuế ở mức biên lợi nhuận gộp ở mức 14,2%. Tôi đánh giá đây là một cái sự nỗ lực rất lớn của lãnh đạo cũng như là lợi thế của họ trong việc là họ đã đa dạng được cái chuỗi giá trị, ở đây là sản phẩm phụ và collagen gelatin đã chiếm được đến tổng cộng 1/4 tổng doanh thu. Vì thế khi mà cái giá cá tra Philex có giảm thì giá của những cái sản phẩm này giảm chậm hơn thì sẽ đỡ được cái việc là tổng doanh thu bị giảm và tổng lợi nhuận giảm quá nhiều. Nhìn xu thế lợi nhuận này thì các bạn có thể thấy một sự ổn định của công ty kể cả trong năm khó khăn nhất là năm 2020. Ở đây chúng ta thấy là cái biên lợi nhuận gộp công ty đã cung cấp rất là chi tiết qua báo cáo thường niên, thì biên lợi nhuận gộp của các cái sản phẩm như là Philex hay là sản phẩm phụ thì chỉ ở mức 12,8 và 15,2% thôi. Của năm 2020 nó giảm mạnh so với năm 2019, thì chúng ta cũng biết là nó giảm nguyên nhân là do giá bán ra giảm xuống. Trong năm 2021 này thì như vừa rồi có một bạn hỏi khá hay là về cái chi phí vận chuyển của hàng hóa xuất nhập khẩu. Việt Nam hiện tại
và hầu hết là các doanh nghiệp mà xuất khẩu thủy sản thì chủ yếu là họ xuất khẩu theo giá FOB. Tuy nhiên thì họ vẫn phải chia sẻ mà khi mà cái giá vận chuyển nó tăng lên quá nhiều thì bản thân những nhà cung cấp như Vĩnh Hoàng họ cũng sẽ phải chia sẻ cái phần tăng lên đấy với nhà phân phối ở các thị trường. Vì thế nên chắc chắn là biên lợi nhuận của họ sẽ giảm xuống. Và như ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phần chi phí bán hàng, chi phí bán hàng nó sẽ bị tăng lên và bào mòn trực tiếp vào cái phần lợi nhuận của công ty. Và đối với Vĩnh Hoàng thì tôi nhớ đâu đấy nó chiếm khoảng trong năm ngoái thì nó khoảng 62 tỷ là chi phí, là chi phí vận chuyển. Thì nếu mà tính theo cái tình trạng đấy thì năm nay công ty cũng sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng, nhưng so với tổng mức lợi nhuận của công ty gần so với tổng mức lợi nhuận công ty thì nó sẽ bị hụt đi khoảng thêm 10%, nhưng bù lại thì cái phần tăng trưởng của tổng doanh thu lên 10% thì coi như hai cái net off với nhau. Vì thế là tôi dự đoán là cái doanh thu bán hàng cũng như là cái lợi nhuận của doanh nghiệp trong hai quý đầu năm 2021 không thay đổi nhiều so với 2020, vì vừa có yếu tố tốt lên mà cũng vừa có yếu tố xấu đi. Tiếp đến thì tôi giới thiệu với các bạn đến doanh nghiệp tiếp theo, doanh nghiệp Nam Việt. Doanh nghiệp Nam Việt cũng là một doanh nghiệp rất hấp dẫn. Họ bản chất chỉ là doanh nghiệp xét về thị phần và quy mô thì họ đang đứng thứ hai trong ngành trong những công ty niêm yết ở trên sàn. Thì họ cũng đã có được 600 ha đầu tư vào vùng nuôi cá tra công nghệ cao vùng Bình Phú. Họ cũng có một thị trường khá là diversify, khá là đa dạng hóa. Và họ cũng vừa rồi là bên cạnh Vĩnh Hoàng thì họ cũng là doanh nghiệp thứ hai là được nhập khẩu vào thị trường Mỹ với mức thuế ưu đãi 0%. Thì các bạn có thể thấy là Vĩnh Hoàng có rất nhiều yếu tố để trở thành một doanh nghiệp mạnh trong ngành cá tra, như là lãnh đạo nhiệt huyết, gắn bó doanh nghiệp lâu năm, mác dọn tới, chuỗi giá trị của họ đang hoàn thiện dần, họ đã tự chủ 100% nguyên liệu cũng như là thức ăn chăn nuôi, tình hình tài chính của họ cũng đang cải thiện dần. Ở đây chúng ta có biểu đồ về doanh thu của Nam Việt. Tổng doanh thu năm 2020 là 3.400 tỷ, giảm mạnh so với năm 2019. Tuy nhiên là nhìn cơ cấu chúng ta vẫn thấy được nhiều điểm sáng. Thứ nhất là cái sản lượng, cái chả cá, sản phẩm tức là sản phẩm chế biến bên cạnh cá là chiếm đến 11% tổng doanh thu. Phụ phẩm và thức ăn chăn nuôi thì cũng chiếm đến tổng là đến 17% doanh thu. Hiện tại thì công ty đang có 8 chuồng thức ăn chăn nuôi, chế biến được 800 tấn trên một ngày, tự chủ hoàn toàn thức ăn chăn nuôi cá cho công ty, cho vùng nuôi của công ty, và phần còn lại thì họ bán ra ngoài, bán cho chính những cái vùng nuôi liên kết hoặc là hộ nuôi nhỏ lẻ. Công suất chế biến thì cho đến năm ngoái thì mới tăng lên 1.000 tấn một ngày, tức là tăng lên tương đương với Vĩnh Hoàng rồi. Vùng nuôi công nghệ cao Bình Phú 600 ha thì hiện tại là họ đã tối ưu và xây dựng được hơn 500 ha, tầm 523 ha nếu tôi nhớ không nhầm. Và đặc biệt là cái chuỗi giá trị của họ hiện tại thì họ sẽ phát triển nhà máy collagen và gelatin đến 870 tấn một năm trong năm 2021. Bên cạnh đấy thì họ cũng có kế hoạch là phát triển nhà máy phân cá 70.000 tấn một năm. Tuy nhiên thì 70.000 tấn thì chưa đóng góp nhiều vào trong lợi nhuận được trong năm 2021 và thậm chí là 2022. Bên cạnh đấy thì họ có 53 MW điện áp mái với vốn đầu tư là 417 tỷ. Như trong biên bản của đại hội cổ đông gần nhất thì lãnh đạo công ty cũng đã công bố là 53 MW này thì đã tạo ra doanh thu là 69 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2021. Và như thế thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng là trong 20 năm tới với 53 MW này, mỗi năm công ty đem về dòng tiền lớn hơn 100 tỷ. Đây là một con số mà cho một doanh nghiệp có cái vốn hóa
có cái vốn hóa 4.000 tỷ mà trong 20 năm tới kỳ vọng mỗi năm mang lại về được hơn 100 tỷ, tôi nghĩ là con số khá là hấp dẫn. Tuy nhiên thì với cái điện áp mái này thì chúng ta sẽ phải rất chú ý, bởi vì là cái điện áp mái này là hoàn toàn bán cho EVN, nên là nó sẽ tính, một là nó tính theo giá fit, và thứ hai là nó sẽ chịu cái nó sẽ chịu ảnh hưởng của việc là rủi ro dư cung điện mặt trời và do phụ tải không đáp ứng được. Như chúng ta đã, như cái giai đoạn đầu năm thì có rất nhiều bài báo đã nói về vấn đề này. Tuy nhiên thì tôi hy vọng là việc này không xảy ra. Đối với tài chính của Nam Việt thì bản chất nhìn chung thì cái bức tranh tài chính thì không được nhẹ nhàng như Vĩnh Hoàng, vì tỷ trọng nợ của họ khá cao, lúc nào cũng loanh quanh gần 50%, và chủ yếu trong đấy là nợ ngắn hạn. Nguyên nhân chủ yếu là do họ bắt đầu là triển khai nuôi cái vùng nuôi Bình Phú của họ từ năm 2018, còn tỷ trọng nợ tăng lên, họ cũng đầu tư vào điện mặt trời nữa. Nhưng tôi nghĩ là những cái dự án này thì đều là những dự án mà gọi là đầu tư lâu dài cho tương lai, thì việc gọi là chấp nhận đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh lãi suất thấp như thế này, thì là hợp lý. Và những dự án này thì đều là những dự án đã chứng minh là đã đem được lại dòng tiền ổn định, như dự án điện mặt trời và dự án vùng nuôi Bình Phú. Nếu mà không cái vùng nuôi mà chất lượng cao ổn định từ cá giống đến cá thịt như thế thì Nam Việt chưa chắc đã thâm nhập vào thị trường Mỹ như trong thông báo của báo chí vừa rồi. Xét về cơ cấu doanh thu, chúng ta có thể thấy là Nam Việt tăng trưởng rất nhanh. Năm 2017, năm 2017 thì họ chỉ tổng doanh thu chỉ gần 3.000 tỷ, nhưng mà đã tăng vọt lên gấp rưỡi, lên 4.000 tỷ vào năm 2019. Nguyên nhân chính là do tỷ trọng thị trường Trung Quốc họ tăng rất mạnh trong năm này. Và sau đấy thì đến năm 2020 khi Trung Quốc giảm nhập thì cái tỷ trọng cũng giảm nhập theo, cũng chỉ còn được 3.500 tỷ thôi. Tuy nhiên là với cái việc là diversify các thị trường hiện tại thì chúng ta có thể kỳ vọng là trong giai đoạn trung hạn tiếp theo thì doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty sẽ tăng lại về cái ngưỡng đỉnh cao năm 2018, và cái nợ vay sẽ giảm dần khi mà dòng tiền từ các dự án đã đầu tư xong rồi sẽ ổn định và giảm nợ vay cũng như là giảm chi phí lãi vay cho doanh nghiệp. Chính vì thế nên tôi cũng hy vọng và đây là một trong những nghiệp tiềm năng, và nếu diễn biến thị trường ở mức độ hợp lý cũng như là tình hình xuất khẩu thuận lợi hơn thì cũng là một thương vụ đầu tư rất hấp dẫn và đáng để chú ý. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hy vọng là quý vị và các bạn đã có những cái thông tin hữu ích trong ngày hôm nay. Và nếu quý vị và các bạn có câu hỏi gì thì xin vui lòng là gửi qua các kênh như là Zalo, Facebook hay là email.